người áo đen đang theo đuôi phía sau mình. Lúc này, người áo đen giơ khẩu súng trong tay lên. Ngay khi hai người sắp gặp nhau, một chiếc xe tải lớn nổ lốp bị mất khống chế trực tiếp tông thẳng vào xe ông chú. Park Hun không dám tin những gì xảy ra trước mắt mình. Anh vội vàng đi lên trước để giải cứu, sau đó liền cõng ông chú về phòng khám của mình. Bác sĩ Moon biết tin cũng vội vàng chạy tới. Park Hun bắt đầu phẫu thuật, nhưng suy cho cùng thì phòng khám của anh cũng có nhiều hạn chế. Park Hun đưa tay vào trong cơ thể bệnh nhân, sau đó nhắm mắt lại và cảm nhận. Bác sĩ Moon không dám tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Ông không ngờ y thuật của Park Hun lại cao siêu đến vậy. Trong điều kiện khắc nghiệt thế này cũng có thể tiếp tục phẫu thuật được. Dưới sự sơ cứu của Park Hun, ông chú cũng qua cơn nguy kịch. Sau đó xe cứu thương tới đưa ông chú đến bệnh viện. Nhưng chính vào lúc này người áo đen kia lại xuất hiện, mà lúc này Park Hun cũng không phát giác ra. Ngay khi họ sắp đến phòng bệnh lại phát hiện không thấy ông chú đâu. Anh vội vàng hỏi y tá về tình hình, nhưng y tá cũng không biết gì hết. Là ai chứ? Thái độ của người này khiến Park Hun vô cùng khó hiểu. Nhưng chính vào lúc này ông chú thám tử lại gửi tin nhắn đến, nói mình đi nước ngoài dưỡng bệnh, bảo anh đừng liên hệ với mình nữa. Park Hun vội vàng gọi điện thoại nhưng đối phương không nghe, mà người cầm điện thoại lại chính là người đàn ông mặc áo đen. Park Hun lại mất đi manh mối về bạn gái. Dường như có một thế lực bí ẩn đang ngăn cản anh ấy tìm bạn gái. Sau đó anh nhìn về hướng camera trong bệnh viện. Trước đây đã từng nhìn thấy bóng dáng của bạn gái ở nơi này. Vậy thì chỉ cần kiểm tra camera là có thể xác định được có phải là người mà Park Hun đang muốn tìm hay không. Nhưng không phải ai cũng có thể kiểm tra camera của bệnh viện. Anh vừa bước vào đã bị đuổi ra ngoài. Anh tìm đến bác sĩ Oh trong bệnh viện, bởi vì biết được đối phương là con gái chủ tịch, có lẽ có thể đưa mình đi kiểm tra. Sau đó hai người tới trước cửa phòng giám sát. Quyền hạn của bác sĩ Oh quả thực có thể xem camera giám sát. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được người giống với bạn gái của anh, nhưng video không đủ rõ ràng, không thể xác định khuôn mặt của người phụ nữ này, nhưng có thể xác định là bác sĩ của bệnh viện này. Park Hun đưa bác sĩ Oh đến phòng khám của mình, muốn cho cô xem bạn gái Jae-hee của mình một chút, bởi vì bác sĩ Oh quen mặt hết bác sĩ trong bệnh viện. Nhưng khi cô nhìn thấy bức ảnh này lại khiến bác sĩ Oh vô cùng kinh ngạc, bởi vì người trong ảnh chính là bác sĩ riêng của mẹ cô. Park Hun vội vàng hỏi lại cô và bác sĩ Oh cũng cho anh một câu trả lời chắc chắn. Sau đó cả hai lái xe đến bệnh viện, nhưng không tìm thấy Jae-hee ở đây. Hai người chỉ đành hỏi số điện thoại của đối phương để liên hệ. Đột nhiên đằng sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Bác sĩ Oh, cô đến giờ này làm gì thế? Park Hun kích động nhìn người phụ nữ trước mặt. Thế nhưng đối phương lại nói không quen biết anh. Park Hun lấy ra chiếc vòng mà anh tặng cô khi còn nhỏ, hy vọng cô có thể nhớ ra. Thế nhưng Jae-hee ở trước mặt lại vô cùng tức giận, vì đó là món quà may mắn cô tặng cho mẹ bác sĩ Oh. Cô hỏi tại sao nó lại xuất hiện trong tay Park Hun. Nói rồi cô muốn lấy lại, không cẩn thận giật lấy chiếc vòng tay khiến nó bị đứt. Đối mặt với sự vướng mắc của Park Hun, cô vô cùng tức giận, sau đó liền quay người rời đi. Park Hun không cam tâm vội vàng đuổi theo, mà lúc này Jae-hee đang điều trị cho bệnh nhân. Đối mặt với Park Hun đã mất đi lý trí, cô vô cùng tức giận. Sau đó Jae-hee liền đẩy bệnh nhân rời đi. Nhìn Park Hun đau lòng, bác sĩ Oh chỉ đành kéo anh đi. Hai người đến một quán thịt nướng. Park Hun tâm trạng không tốt, mượn rượu giải sầu. Bác sĩ Oh hỏi anh có quen biết bố mẹ bạn gái không, bởi vì cô nhìn thấy trên trang cá nhân của Jae-hee có ảnh gia đình ba người cô ấy. Nhìn bức ảnh trong điện thoại, Park Hun nhớ đến bố ruột của bạn gái, thực sự khác xa với người trong ảnh. Lẽ nào trên đời thực sự có người giống nhau đến như vậy? Lúc này anh cũng không dám chắc chắn Sung-hee có phải là bạn gái của mình hay không, nhưng anh không muốn lại mất đi tung tích của bạn gái nữa. Nhìn một người đàn ông lớn đến từng này rồi mà vẫn bất chấp như vậy, bác sĩ Oh thực sự rất ngưỡng mộ Jae-hee. Cô không tự chủ được mà sờ lên mặt Park Hun, mà cảnh tượng này vừa hay bị bác sĩ Han nhìn thấy. Anh cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ Oh, nhưng không cần nghĩ cũng biết thứ nhận được nhất định là một lời nói dối. Park Hun say rượu lại coi bác sĩ Oh thành Jae-hee. Park Hun từ từ nắm lấy tay cô, mà lần này cô không hề từ chối. Cô bác sĩ này có bạn trai rồi lại đi uống rượu với đồng nghiệp nam, không ngờ cảnh này lại bị bạn trai phát hiện. Nhưng bạn trai cô là bác sĩ Han không hề tức giận, chỉ vì cô gái này là con gái của viện trưởng. Bác sĩ Han cần đến cô để thực hiện kế hoạch của mình. Vốn dĩ bác sĩ Oh gọi Sung-hee đến là hy vọng Park Hun xin lỗi cô ấy về hành động vừa nãy, không ngờ Park Hun lại say khướt. Bất lực, hai người chỉ đành đưa Park Hun đến nhà của mẹ bác sĩ Oh. Kết quả chỉ một cú trượt chân. Tai nạn bất ngờ này khiến bác sĩ Oh rất xấu hổ, mà trong lòng Sung-hee cũng cảm thấy phức tạp. Sung-hee nói xem ra mối quan hệ của hai người rất tốt. Sau đó bác sĩ Oh liền nói với Sung-hee chuyện Park Hun đi tìm bạn gái. Ngày hôm sau bác sĩ Han tìm đến Park Hun cảnh cáo anh, bảo anh tránh xa bạn gái mình ra một chút, nhưng Park Hun lại không thèm để tâm. À, đồ lang băm đó à. Câu nói này hoàn toàn chọc giận bác sĩ Han. Anh không cho phép bất kỳ ai nói những lời không hay về bạn gái mình, mà cảnh này vừa hay bị bác sĩ Oh đi qua nhìn thấy. Bác sĩ Han cũng chỉ đành buông tay. Sự xuất hiện của Sung-hee khiến Park Hun không thể sống một cuộc sống bình thường. Anh luôn cho rằng đối phương là bạn gái của mình. Bác sĩ Moon vội vàng an ủi anh, hỏi liệu có cách nào có thể xác định cô ấy là Jae-hee, ví dụ như vết sẹo, vết bớt hay cái gì đó. Lời của bác sĩ Moon đột nhiên thức tỉnh Park Hun. Anh nhớ ra trước đây bạn gái từng làm phẫu thuật ghép thận để giúp Park Hun. Bác sĩ Moon móc nối quan hệ muốn xem ghi chép bệnh án của Sung-hee, nhưng bệnh viện có nội quy định nghiêm ngặt, xem riêng hồ sơ bệnh án của người khác sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nhưng Park Hun lại không quan tâm được nhiều như vậy nữa, trực tiếp giật lấy tài liệu, sau đó về phòng của mình kiểm tra. Bác sĩ Moon vội vàng ngăn anh lại, bởi vì làm như vậy sẽ khiến anh mất đi giấy phép hành nghề. Park Hun đã không quan tâm được nhiều như vậy nữa, đẩy mạnh bác sĩ Moon ra.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, nhìn quả thận còn nguyên vẹn trên màn hình. Park Hun ngồi phịch xuống ghế, mặc dù anh không muốn tin vào những gì trước mắt nhưng sự thực đã bày ra trước mắt. Park Hun đứng từ xa nhìn Sung Hi, nhìn người này giống bạn gái của anh quá, anh không tin trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy. Park Hun nhớ lại từng khoảnh khắc giữa mình với Jae Hee, anh nghĩ rằng dù một người có ngụy tạo thế nào đi nữa, nhưng nhịp tim của anh cũng không thể lừa dối được. Nói rồi anh liền đi lên ôm lấy Sung Hi. Sung Hi không hề từ chối, có lẽ sau khi nghe được câu chuyện của anh cũng có chút đồng cảm với anh. Còn bác sĩ ở phía bên kia cảm thấy anh rất quá đáng, nhưng Park Hun lại nói trên thế giới chỉ có một người có nhịp tim giống mình, đó chính là định mệnh của mình. Nói rồi anh liền ôm lấy bác sĩ, điều này khiến bác sĩ có chút ngứa ngáy, vứt lại một câu khốn nạn rồi rời đi. Chính vào lúc này trong bệnh viện có một sản phụ, máu và oxy không ngừng đào thải khỏi cơ thể, nếu như không mau chóng giải quyết thì thai nhi trong bụng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bác sĩ trước mặt lại không biết phải làm sao, chỉ đành gọi điện thoại cho chủ nhiệm khoa đang trong phòng mổ xin ý kiến. Còn Park Hun đặt tay lên bụng người bệnh, tình trạng thể chất của đối phương ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí anh, chẩn đoán sơ bộ là rách phổi, do trường hợp khẩn cấp chụp CT có thể trì hoãn điều trị. Park Hun yêu cầu trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân. Sung Hi vốn là một bác sĩ gây mê, bác sĩ làm trợ lý, dưới sự ngầm phối hợp của mấy người họ, ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Điều này cũng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, họ cho rằng cái nhóm nhỏ của Park Hun này thời gian tới chắc chắn sẽ vượt qua đội của bác sĩ Han. Huyết áp bệnh nhân đột ngột tụt nhanh, Park Hun nghi ngờ đó là sai lầm của Sung Hi, hai người cũng bắt đầu lý luận về chuyên ngành của mình. May thay đều là vì để cứu bệnh nhân, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, phẫu thuật thuận lợi kết thúc, cùng với tiếng khóc của em bé, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cách cứu chữa tuyệt vời của bọn họ cũng nhận được sự công nhận của mọi người. Còn ở phía bên kia, bác sĩ Moon tìm đến Park Hun, ông cho rằng hồ sơ y tế có thể bị làm giả. Để xác định danh tính thực sự của Sung Hi, ông đề nghị làm một lần kiểm tra mới. Quyết định này khiến Sung Hi rất bất lực, nhưng cô lại không thể vi phạm nội quy trong bệnh viện, chỉ đành làm lại kiểm tra mới. Sau đó bác sĩ Moon có được đĩa tài liệu kiểm tra, chỉ cần mở ra xem là có thể quyết định thân phận của Sung Hi. Còn Sung Hi ở phía bên kia lại đang rất căng thẳng. Cô gọi điện cho một người đàn ông, mà người đàn ông trước mặt chính là người đàn ông mặc đồ đen đã ngăn cản Park Hun điều tra bạn gái mình. Hai người dường như có âm mưu gì đó. Đang gọi điện, bác sĩ Moon đột nhiên xuất hiện, ông gọi Sung Hi đi. Sau đó hai người tới văn phòng, nói muốn kiểm tra đĩa ghi chép sức khỏe của Sung Hi. Điều này khiến Sung Hi vô cùng hoảng sợ, sau đó liền giật lấy chiếc đĩa. Park Hun lại đột nhiên ngăn cô lại. Sung Hi nhìn Park Hun trước mặt, nhìn vào đôi mắt kiên định của đối phương, cô dường như cảm giác Park Hun đã biết điều gì đó. Sau đó đưa đĩa vào máy tính, cựu viện trưởng Choi mới được bổ nhiệm của bệnh viện đi đến yêu cầu bác sĩ Moon giao chiếc đĩa ra. Ngay khi bác sĩ Moon đang do dự không quyết, Park Hun trực tiếp mở ghi chép khám sức khỏe. Lúc này Sung Hi vô cùng căng thẳng, nhưng những gì hiển thị trên màn hình thật đáng ngạc nhiên. Bên trên lại là hai quả thận hoàn chỉnh, nhưng thông qua ánh nhìn vừa rồi Park Hun đã xác định được, Sung Hi chính là cô bạn gái Jae Hee của anh. Bạn gái không thừa nhận thân phận của mình nhất định là có nỗi khổ riêng của cô. Còn bác sĩ Moon lựa chọn xin lỗi Sung Hi. Sung Hi cũng không muốn làm lớn chuyện này, sau đó liền quay người rời đi. Đến tối Park Hun trở về nhà nhìn chiếc đĩa đã bị thay thế trong tay. Hóa ra anh đã bí mật đánh cháo nó, vì anh định che giấu sự thật cho bạn gái. Chính vào lúc này viện trưởng Choi đến tìm nói cho Park Hun một bí mật. Hóa ra khi anh còn rất nhỏ, trong bệnh viện xảy ra một tai nạn y tế. Cha mẹ của Park Hun muốn bác sĩ phẫu thuật phải chịu trách nhiệm, nhưng anh không biết rằng bác sĩ phụ trách chính là người đàn ông trước mắt này. Lúc đó bệnh viện đang trong giai đoạn thịnh vượng, viện trưởng Choi không cho phép bất kỳ vụ án sự cố y tế nào. Thế là nghĩ cách ngăn mọi chuyện lại, chính phủ cấp cao nghị viên Giang thay bọn họ nghĩ ra một cách hay. Bởi vì nhà lãnh đạo Triều Tiên cần phẫu thuật bắc cầu tim, yêu cầu phía bên này cử một bác sĩ có năng lực đã đến chữa trị, để tránh xảy ra chiến tranh. Lãnh đạo cấp trên cũng đồng tình, nếu như điều bố Park Hun đi Bắc Hàn, như vậy thì ông ấy không thể kiện bệnh viện được nữa, lại có thể tránh được chiến tranh xảy ra, đẹp cho cả đôi bên. Vì bố mẹ ly hôn, Park Hun chỉ có thể theo cha ra nước ngoài. Sau khi phẫu thuật thành công, cha anh cũng bị sát hại dã man, bản thân anh cũng bị giam trong viện nghiên cứu phẫu thuật ngày đêm. Sau khi biết được sự thật, Park Hun vô cùng suy sụp. Sau đó viện trưởng Choi bàn giao tài sản của người cha cho Park Hun. Nhìn cặp kính cha mình từng đeo, Park Hun lặng lẽ rơi nước mắt. Park Hun sau khi bình tĩnh lại vẫn tìm đến viện trưởng Choi đưa báo cáo y tế cho đối phương, rồi hỏi tình hình của người nhà bệnh nhân. Hóa ra sau khi bệnh nhân hẹo, vợ của anh ấy vô cùng suy sụp, không bao lâu sau cũng đi theo anh, chỉ để lại một cậu bé, sau đó được nhận nuôi ở Hoa Kỳ, từ đó bặt vô âm tín. Viện trưởng Choi muốn đi Bắc Hàn tìm bạn gái của Park Hun, nhưng Park Hun lại nói không cần nữa vì anh đã biết tung tích bạn gái Jae Hee của mình. Park Hun bảo ông ta đem tinh lực vào vụ sự cố y tế, đi tìm đứa trẻ mồ côi còn lại kia xin lỗi cậu ấy. Mà đứa trẻ cô nhi đó đang ăn tối với viện trưởng không sai, đó chính là viện trưởng Han. Viện trưởng bảo hai người họ mau chóng kết hôn, nhưng bác sĩ lại nói mình chưa chuẩn bị tinh thần, rồi nói mình có việc rời đi trước. Mà trong thang máy cô lại nhớ đến Park Hun, có lẽ vào lúc này cô đã yêu Park Hun. Bác sĩ Han sau khi trở về nhìn vào thành quả trước mặt nói, bố mẹ kiên nhẫn đợi chút nữa đi. Hôm đó có một sản phụ đến bệnh viện, cô lại muốn hóa vàng đứa trẻ mới sinh của mình, bởi vì hai đứa con sinh đôi của cô bị dị tật bẩm sinh, chi phí y tế quá cao khiến cô không đủ khả năng chi trả, cho dù bác sĩ có ngăn cản thế nào đi chăng nữa. Cô vẫn không chịu buông con dao trong tay xuống. Park Hun sau khi biết được sự việc thì rất hoảng loạn,
Anh vội vàng chạy tới kiểm tra em bé. Sau khi nhìn màn hình, anh lại rất căng thẳng, nói rằng phải làm phẫu thuật cho em bé ngay lập tức. Đột nhiên một người đàn ông đứng ra ngăn họ lại. Người đến chính là con trai của viện trưởng. Anh ta nói bệnh nhân này đã nợ phí y tế mấy trăm nghìn won, đang định đuổi cô khỏi bệnh viện. Park Hun không thể dương mắt nhìn bệnh nhân bị dồn đến đường cùng. Ngay khi hai người đang tranh cãi, một trong hai đứa trẻ bị ngừng tim. Park Hun vội vàng chạy tới, anh nhờ bác sĩ Oh ngăn em cô lại. Họ là chị em cùng cha khác mẹ. Nhìn thấy thằng em trai khốn nạn này, bác sĩ Oh không chút lưu tình. Park Hun ôm lấy đứa trẻ, anh quỳ trên giường bệnh không ngừng hô hấp nhân tạo. Sau đó dùng ngón tay ấn nhẹ vào ngực đứa trẻ, rồi lại tiếp tục hô hấp rồi lại ấn ngực, không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng thành công thức tỉnh được tim của đứa trẻ. Lúc này anh vô cùng hạnh phúc, bởi vì dưới sự cứu chữa của anh đã thành công cứu được một đứa trẻ. Nhìn sinh mạng còn non nớt này, trong lòng mọi người đều có cảm xúc lẫn lộn. Nếu như trong phạm vi năng lực của bản thân, ai lại muốn từ bỏ chúng chứ? Nhìn hai mẹ con tội nghiệp, Park Hun thầm quyết định nhất định sẽ cứu sống bọn họ. Lúc này anh nghĩ ra một cách, bởi vì vừa rồi bệnh viện tổ chức họp hội nghị, quyết định chọn ra hai tổ đội y tế phẫu thuật tim cho quan chức cấp cao, một nhóm do bác sĩ Han dẫn đầu, còn nhóm còn lại được giao cho Park Hun. Mặc dù mọi người đều nghi ngờ năng lực của anh, nhưng viện trưởng Oh vẫn cho rằng kỹ năng của anh rất cứng. Sau khi biết tin, Park Hun vô cùng tức giận, bởi vì vị quan chức cấp cao này chính là Jang Suk-ju, người đã gián tiếp gây ra cái hẹo của bố anh. Anh tìm đến bác sĩ Han, trực tiếp cởi áo blau ra biểu thị mình nhận thua, bảo đội nhóm của bác sĩ Han phẫu thuật cho Jang Suk-ju. Nhưng lúc này anh lại thay đổi chủ ý, Park Hun lao vào trong phòng của viện trưởng làm gián đoạn cuộc thảo luận phẫu thuật của mọi người. Anh nhìn Jang Suk-ju trước mặt, sau đó cầm lại áo blau trắng của mình, nói rằng mình có thể tham gia cuộc thi phẫu thuật này, nhưng anh có điều kiện, mọi chi phí phẫu thuật thi đấu sẽ do bệnh viện chịu, và với tư cách là một đối tượng trong trận đấu này, đổi lấy chi phí cho cặp song sinh bị dị tật tim bẩm sinh kia. Như vậy Park Hun có thể giúp được bệnh nhân tránh được chi phí y tế. Park Hun nhìn kẻ thù hại cha trước mặt mình, anh dường như có kế hoạch riêng của mình. Ông có biết không, đột nhiên tôi rất muốn thắng cuộc thi đó. Giờ tôi thực sự muốn biết trái tim ông ra làm sao. Tôi cũng rất tò mò cậu sẽ chữa trị nó ra sao đây. Hãy cầu nguyện là tôi không mổ cho ông đi, vì nếu tôi mở lồng ngực và chạm vào được tim ông thì ông sẽ hẹo đấy. Người đàn ông trước mặt này là người phụ trách thu nhận trẻ em ở Mỹ. Anh ta nhận được ủy thác của cựu viện trưởng cho tìm kiếm đứa trẻ còn lại sau vụ sự cố y tế 20 năm trước, nhưng hai người họ lại là bạn rất thân, đến kế hoạch báo thù đối phương cũng biết rất rõ. Son Chang không nói thân phận thật sự của bác sĩ Han cho viện trưởng Choi, còn ở phía bên kia Park Hun càng xác nhận Sung Hee chính là bạn gái Jae-hee của mình, vì Jang Suk-ju từng nói với anh, nếu như cậu không chữa khỏi tim cho tôi, vậy thì cậu cũng đừng mong gặp lại cô bạn gái yêu quý của cậu nữa. Park Hun hiểu ra Jae-hee có nỗi khổ riêng, chỉ là anh không biết nguyên nhân thực sự là gì. Hóa ra năm đó Jae-hee sau khi rơi xuống hồ được người đàn ông mặc áo đen cứu. Jae-hee bị ép gia nhập tổ chức của bọn họ, bí mật thực hiện nhiệm vụ cho Jang Suk-ju. Sự xuất hiện của bác sĩ Oh vừa hay làm gián đoạn cuộc hội thoại của họ. Cảnh này cũng bị người đàn ông mặc đồ đen nhìn thấy. Sau đó anh ta tìm đến Sung Hee yêu cầu cô gia nhập đội của Park Hun, hơn nữa giúp đỡ Park Hun giành được cơ hội thực hiện phẫu thuật cho Jang Suk-ju. Bác sĩ Han và Park Hun tách ra mở cuộc họp về việc phẫu thuật. Các thành viên trong nhóm của bác sĩ Han cho rằng bác sĩ Oh không đủ tư cách, sợ cô sẽ ảnh hưởng đến tính quan trọng của cuộc phẫu thuật này. Không ngừng chất vấn cô bất lực tìm đến Park Hun, hỏi về phần quan trọng của cuộc phẫu thuật của họ, nhưng Park Hun trực tiếp nắm lấy tay cô, sau đó bắt đầu dạy cô thao tác thế nào. Cảnh tượng này lại bị Sung Hee vừa đi tới nhìn thấy. Lúc này trong lòng Sung Hee vô cùng phức tạp, sau đó bác sĩ Han từ đâu chui ra cũng vô cùng tức giận. Cảnh tượng này khiến bác sĩ Oh cùng Park Hun vô cùng ngại ngùng. Sau đó bác sĩ Han gọi bác sĩ Oh đi, nhưng Sung Hee lại rất căng thẳng. Lẽ nào anh quên bác sĩ Oh là phụ mổ thứ nhất của đối thủ à, anh đang đối đầu với bác sĩ Han đấy. Nhưng Park Hun không hề để tâm, trong lòng anh chỉ muốn cứu đứa bé. Thắng thua trong trận đấu đối với anh không quan trọng. Park Hun rất thất vọng với Sung Hee ở trước mặt này. Anh không dám tin trong mắt đối phương lại chỉ có thắng thua, mà không chút quan tâm đến thành công của ca phẫu thuật. Nhưng Sung Hee cũng có nỗi khổ của riêng mình, cô không thể kể hết mọi chuyện với Park Hun. Còn ở phía bên kia, bác sĩ Han cảm thấy bác sĩ Oh hỏi đối thủ về vấn đề phẫu thuật khiến anh rất mất mặt, vì vậy đuổi cô khỏi đội của mình. Kết quả này khiến bác sĩ Oh rất đau lòng. Cô thấy mình vì lần phẫu thuật này đã nghiêm túc ôn tập rất nhiều, không ngờ lại đổi lấy được kết quả thế này. Biết được tin Park Hun đến tìm bác sĩ Oh, dưới sự thuyết phục của Park Hun, bác sĩ Oh đồng ý giúp anh hoàn thành ca phẫu thuật. Còn ở phía bên kia, Sung Hee cùng người đàn ông mặc đồ đen đến căn cứ bí mật. Người đợi họ chính là thuộc hạ của Jang Suk-ju. Tiểu đội trưởng nói tiểu đội phẫu thuật đã quyết định, đội phẫu thuật cho Jang Suk-ju chính là đội của bác sĩ Han. Sung Hee và người đàn ông mặc đồ đen đã không còn giá trị lợi dụng, sau đó liền muốn loại bỏ hai người họ. Cao thủ thường hẹo vì nói nhiều, tiểu đội trưởng bị phản kích lại. Sự xuất hiện của Jang Suk-ju phá vỡ bế tắc, vì để xác định Sung Hee có phải là bạn gái của Park Hun hay không, vì vậy ông ta muốn kiểm tra cơ thể Sung Hee. Sau khi xác định cô là Jae-hee, Jang Suk-ju quyết định tạm thời giữ lại mạng cho họ và yêu cầu đội Park Hun bắt buộc phải có được chiến thắng trong lần phẫu thuật này, giành lấy cơ hội được phẫu thuật cho bản thân. Sau đó Sung Hee chuẩn bị rời đi, người đàn ông đồ đen lại ngăn cô lại. Còn ở phía bên kia, ca phẫu thuật đã bắt đầu. Sung Hee là bác sĩ gây mê trong nhóm của Park Hun lại không đến nơi đúng giờ, mà đội của bác sĩ Han đã bắt đầu phẫu thuật. Điều này khiến bác sĩ Moon vô cùng lo lắng, việc này có thể liên quan đến tình trạng thăng chức của anh ấy.
Còn Park Hun không biết chuyện lại không hề lo lắng chút nào, mà Park Hun vẫn kiên định Sung Hee nhất định sẽ đến. Chính vào lúc này cánh cửa phòng mổ từ từ mở ra, người đi vào chính là bác sĩ gây mê Sung Hee. May thay không làm lỡ mất nhiều thời gian, Sung Hee bắt đầu gây mê cho đứa bé. Phẫu thuật chính thức bắt đầu, các bác sĩ trên đài quan sát vô cùng căng thẳng, bởi vì đây không chỉ là một trận đấu mà nó còn liên quan đến mạng sống của hai đứa trẻ. Sau đó ca phẫu thuật diễn ra một cách có trật tự và ổn định, tốc độ của bác sĩ Han rõ ràng nhanh hơn Park Hun. Hai đội chạy đua với thời gian để thực hiện ca phẫu thuật, nhưng chính vào lúc này bác sĩ Oh đột nhiên mất tập trung khiến mạch máu của bệnh nhân bị cắt bỏ. Lúc này bác sĩ Oh vô cùng hoảng sợ đến dụng cụ phẫu thuật cũng rơi xuống dưới đất. Nhìn thời gian trôi qua từng phút, đến cô cũng không tin mình có thể xử lý tốt. Lúc này Sung Hee lại rất căng thẳng vì chuyện này có liên quan đến sinh mạng của cô và Park Hun. Nhưng Park Hun lúc này không hề biết chuyện, vẫn kiên định bảo bác sĩ Oh tự mình xử lý. Bác sĩ Oh nhớ lại những kỹ thuật Park Hun đã dạy cô, cố gắng vượt qua sự căng thẳng bên trong. Còn bác sĩ Han ở phía bên kia đã hoàn thành ca phẫu thuật. Chính vào lúc này, Sung Hee nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen trên đài quan sát. Cô không muốn khiến Park Hun rơi vào nguy hiểm. Park Hun điên cuồng khuyên nhủ, cuối cùng bác sĩ Oh cũng phấn chấn lên. Dưới sự phối hợp của mọi người, ca phẫu thuật cũng trở về đúng quỹ đạo. Còn ở phía bên kia, bác sĩ Han đã hoàn thành ca phẫu thuật trước. Cùng với thời gian trôi qua từng giây từng phút, ca phẫu thuật của đội Park Hun cũng thuận lợi hoàn thành, nhưng rõ ràng thời gian nhiều hơn phía bên bác sĩ Han. Đối với Park Hun mà nói, chỉ cần có thể cứu được bệnh nhân thì thời gian nhanh hay chậm không quan trọng, nhưng anh không biết là cuộc thi này liên quan đến sinh tử của anh với Sung Hee. Người đàn ông mặc đồ đen kia đang lại gần về phía Park Hun, ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sung Hee đẩy Park Hun ra. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, mọi hiểu lầm trước đây đều được giải quyết từng chút một. Sung Hee không còn né tránh thân phận của mình nữa, cô chính là Jae Hee, bạn gái của Park Hun. Chính vào lúc này chuông báo bệnh viện đưa ra cảnh báo màu xanh, mọi người đổ xô đến phòng ETC. Người đàn ông mặc đồ đen thất bại chỉ đành bỏ đi. Bác sĩ Han không dám tin, sau đó liền hỏi trợ thủ của mình rốt cuộc nguyên nhân là gì. Kết quả này khiến bác sĩ Moon vô cùng kinh ngạc, thất bại của đối phương cũng đồng nghĩa với sự thành công của chính mình. Sau đó Park Hun cùng Sung Hee đi tới. Park Hun chỉ lo lắng cho sự an toàn của em bé, muốn đích thân phẫu thuật cho em bé, nhưng lại bị bác sĩ Han ngăn lại. Sau đó bác sĩ Han bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật thứ hai cho em bé. Lúc này anh ta vô cùng tức giận, vì thành công của lần phẫu thuật này liên quan đến việc anh có thể kế thừa bệnh viện hay không. Viện trưởng Oh trên khán đài vô cùng thất vọng về anh, sau đó quay người rời đi. Còn phía bên kia Sung Hee tìm đến người đàn ông mặc đồ đen, nói rằng sự hấp tấp của anh ta suýt thì hại mình và Park Hun đi ăn chuối cả nải. Nhưng trong mắt người đàn ông mặc đồ đen thì Sung Hee chỉ là cái rắm, mạng sống của cô và Park Hun đều nằm trong tay bản thân, bảo bọn họ từ bỏ ý định bỏ trốn đi. Còn ở phía bên kia Park Hun muốn báo tin vui này cho Jae Hee, nhưng lại không thể nào liên lạc được với cô, cho đến khi ở một góc rẽ nhìn thấy Jae Hee, Park Hun liền vội vàng đi theo, nhưng rất nhanh đã mất dấu đối phương. Park Hun nhìn thấy xe của Jae Hee ở cổng bệnh viện, đi theo cả một đường lại đến nơi ở của anh. Ngay khi Park Hun quay người lại, anh nhìn thấy nụ cười vừa lạ vừa quen. Park Hun nhớ lại những hình giữa mình và Jae Hee, anh không dám tin ngày này lại thực sự đã đến. Mặc dù bản thân vì đi tìm bạn gái mà phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng vào thời khắc này Park Hun cho rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng. Hai người xa cách nhiều năm ôm lấy nhau không rời, họ nhìn người mình yêu nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của nhau. Lúc này hai người không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Trong những ngày tiếp theo hai người sống một cuộc sống hạnh phúc, vì để có thể ở bên Jae Hee mãi mãi, Park Hun đưa Jae Hee rời khỏi nơi này. Anh mua chuộc một ông chú, đối phương hứa rằng sẽ lặng lẽ đưa hai người bọn họ đi, nhưng Jae Hee vô cùng lo lắng. Quả như dự liệu, một đám đàn ông lạ mặt đè ông chú xuống dưới đất. Park Hun đưa Jae Hee chuẩn bị bỏ chạy, nhưng rất nhanh hai người đã bị bao vây, và người dẫn đầu chính là người đàn ông mặc đồ đen. Park Hun bị bắt về, lúc này anh vô cùng lo cho bạn gái. Sau đó Jae Hee bị hai tên đàn ông đưa vào. Thấy bạn gái bị đưa đến, Park Hun ở bên cạnh khổ sở cầu xin, nhưng người đàn ông mặc đồ đen không có ý định buông tha cho hai người họ. Anh ta bắt đầu sỉ nhục Jae Hee trước mặt Park Hun. Park Hun nhìn thấy cảnh này vô cùng suy sụp. Người đàn ông mặc đồ đen thấy đạt được mục đích, sắp xếp người đưa Jae Hee đi. Sau đó anh ta cảnh báo Park Hun, thứ nhất bắt buộc phải làm phẫu thuật cho Jang Suk Ju, thứ hai không được để bất kỳ ai biết thân phận của Jae Hee. Sau đó tiêm thuốc vào người anh, chẳng mấy chốc anh đã ngất đi. Thế nhưng Park Hun không biết rằng đây chỉ là một màn kịch do người đàn ông mặc đồ đen với Jae Hee đóng, bởi vì hai người họ vốn dĩ thuộc cùng một tổ chức. Jae Hee nhìn Park Hun tội nghiệp, cô còn có nhiệm vụ trên vai cũng bất đắc dĩ. Sau đó hai người liền rời đi. Không lâu sau Park Hun tỉnh dậy trong xe của đối phương, anh rất lo lắng cho an nguy của bạn gái, liều mạng tìm kiếm tung tích của Jae Hee. Đột nhiên bác sĩ Oh gọi điện đến, cô nói Sung Hee đang ở bên cạnh mình. Sau khi Park Hun đến trực tiếp kéo Sung Hee đi khiến cho mọi người vô cùng bối rối. Mà lúc này Park Hun vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh không muốn chịu sự khống chế của người đàn ông mặc đồ đen, muốn tiếp tục đưa Jae Hee rời đi. Còn Jae Hee biết rõ sự lợi hại của tổ chức, cho dù chạy đến đâu họ cũng đều sẽ tìm được, ngay cả thủ tướng cũng là người của bọn họ. Lúc này Park Hun cũng hạ quyết tâm làm phẫu thuật cho Jang Suk Ju. Bác sĩ Han ở phía bên kia muốn cứu vãn sự thất bại của đội mình, muốn cầu xin viện trưởng Oh cho mình một cơ hội khác. Còn viện trưởng Oh không chút mềm lòng với sự thất bại, không những không cho anh cơ hội còn muốn bổ nhiệm anh đến một học viện quân sự ở xa. Vì kế hoạch báo thù của mình, anh trực tiếp quỳ gối dưới đất, anh cầu xin viện trưởng Oh cho mình một cơ hội. Bác sĩ Han nhớ lại khi mình còn nhỏ chính là người này đã hại cha mình hẹo, chỉ cần có thể báo thù cho dù phải quỳ xuống trước mặt kẻ thù anh cũng không chấp nhận. Nhìn bác sĩ Han luôn quỳ ở bên ngoài cửa, viện trưởng Oh lại đi ra, đợi mà xem, cho dù thế nào tôi cũng sẽ báo thù, xin hãy cho tôi một cơ hội đi. Anh nhớ lại tất cả những gì mình nói với viện trưởng Oh khi còn nhỏ khác hoàn toàn với những gì anh nói bây giờ.
Nhưng anh biết rõ đây là cơ hội duy nhất của anh. Phía bên kia Park Hun vì một ông chú không có tiền trị bệnh, định đối đầu với bác sĩ Han một lần nữa. Nhưng viện trưởng Oh lại lộ ra một nụ cười kỳ lạ, bởi vì chính vào lúc vừa rồi ông hứa hẹn cho trợ thủ của Park Hun một chức vụ cao, bảo anh ấy cho dù thế nào cũng phải khiến ca phẫu thuật thất bại. Điều này có thể tiết kiệm được một số tiền lớn, lại có thể khiến bác sĩ Han giành được thắng lợi. Nhưng khi ca phẫu thuật bắt đầu, lúc này Jeong Han mới nói với Park Hun, bệnh nhân có chứng rối loạn đông máu còn được gọi là tiểu cầu thấp. Trong trường hợp này khi phẫu thuật không thể dùng thuốc chống đông máu. Mục đích của Jeong Han chính là ngăn Park Hun tiếp tục làm phẫu thuật, nhưng tên đã ở trên cung rồi không thể không bắn. Vì để cứu chữa bệnh nhân, Park Hun vẫn muốn cố gắng thử một chút. Anh nghĩ đến một phương pháp đã thất truyền từ lâu. Anh muốn làm một cuộc phẫu thuật không cần đến chất chống đông máu, đó chính là tái tạo tâm thất trái. Lời này vừa thốt ra khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, vì tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất thấp, mọi người cũng chỉ mới nghe về nó chứ chưa từng thực sự nhìn thấy, càng đừng nói đến là làm loại phẫu thuật như thế này. Vậy thì loại phẫu thuật thế này hoàn thành thế nào đây? Ví dụ như quả cam này là trái tim của bệnh nhân, cắt bề mặt trái tim, sau đó lại bỏ mô chết bên trong, cuối cùng khâu lại. Nghe thì có vẻ rất đơn giản nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, đặc biệt là loại mô hoại tử này có phạm vi rộng lớn, tỷ lệ thành công càng thấp. Trận đấu tay đôi này thu hút sự chú ý của mọi người trong bệnh viện. Mọi người cũng muốn chứng kiến một ca phẫu thuật không thể thành công, mà người đàn ông trước mắt, rốt cuộc anh ta sẽ làm thế nào để khiến ca phẫu thuật thất bại. Park Hun bắt đầu mở lồng ngực bệnh nhân, nhưng chính vào lúc này gãy răng cưa của vôi hóa xương ức, tay phải của Park Hun bị thương. Tình huống bất ngờ khiến mọi người rất lo lắng. Park Hun nhanh chóng thay một đôi găng tay khác, tiếp tục hoàn thành ca phẫu thuật lồng ngực, nhưng tiết canh thấm đầy cả đôi găng tay. Anh lúc này rõ ràng không thể hoàn thành ca phẫu thuật này, bất lực anh chỉ có thể yêu cầu đổi vị trí với trợ thủ của mình. Nhưng y tá trưởng ở bên đã ngăn hai người họ lại, mọi người đều rất khó hiểu, nhưng cô vẫn giữ thái độ cương quyết đuổi trợ thủ ra, vì răng cưa bị gãy là điều không bình thường. Hơn nữa đều được nhân viên y tế kiểm tra, chính trợ lý của Park Hun là người lắp đặt lưỡi cưa, vì vậy cô nghi ngờ anh ta đã giở trò, nên mới đuổi anh ta đi. Y tá trưởng sơ cứu vết thương cho Park Hun, bác sĩ chính bị thương ở tay lại trong tình trạng không có trợ lý, ca phẫu thuật không thể tiếp tục tiến hành. Trong lúc bất lực chỉ đành mượn người của phòng phẫu thuật bên cạnh, nhưng bác sĩ Han là đối thủ không muốn giúp đỡ, sau đó cho anh mượn một bác sĩ thực tập. Park Hun không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý. Còn bác sĩ Oh lại vô cùng tức giận, cô không cho rằng bác sĩ thực tập có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này, chủ động yêu cầu mình đi giúp đỡ. Bác sĩ Han hỏi ngược lại, em muốn đến bên đối diện giúp chỉ vì nguyên nhân này thôi sao? Thực ra bác sĩ Han đã biết từ lâu bác sĩ Oh thích Park Hun, vì vậy anh không tán thành với thỉnh cầu này, nhưng bác sĩ Oh vẫn lo lắng cho Park Hun, bất chấp sự ngăn cản của bác sĩ Han đi tới trước giúp đỡ. Sau đó bác sĩ Oh đứng ở vị trí trợ thủ, Park Hun nhờ bác sĩ Oh thực hiện ca phẫu thuật, còn anh đảm nhận vị trí trợ lý. Khi hai người thay đổi vị trí ca phẫu thuật được tiếp tục, còn Park Hun chỉ dùng một tay để làm phẫu thuật, hơn nữa còn không phải là tay thuận, mọi người ai nấy đều lo lắng. Còn ở phía bên bác sĩ Han tiến hành rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh cũng tiến vào công đoạn may vá, cùng với kích điện trái tim cũng được đánh thức. Điều này cũng có nghĩa là bác sĩ Han thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật, còn phía bên kia Park Hun cũng đã đến công đoạn cuối cùng, cùng với kích điện vào tim bệnh nhân, nhưng trái tim vẫn không thể nào đập lại. Cảnh tượng này khiến mọi người rất hồi hộp, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Park Hun, trái tim của bệnh nhân cuối cùng cũng bắt đầu đập. Lúc này mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Park Hun hoàn thành ca phẫu thuật vốn dĩ không thể nào chỉ với một tay. Anh rất vui mừng ôm từng thành viên trong nhóm của mình. Khi đến lượt bác sĩ Oh, đối phương lại ôm chặt lấy Park Hun. Trong lòng anh có một cảm giác khó tả. Park Hun ngại ngùng nhìn Jae-hee, sau đó anh báo tin vui cho gia đình bệnh nhân. Viện trưởng Oh biết được ca phẫu thuật đã thành công thì vô cùng tức giận. Ông ta phải nghĩ cách khiến Park Hun phải thua. Ông sắp xếp để con trai tìm đến người nhà bệnh nhân, nói Park Hun là người Bắc Triều Tiên, trước giờ chưa từng theo học một trường lớp chuyên khoa nào. Người nhà bệnh nhân nghe đến đây thì rất căng thẳng. Cô tìm đến Park Hun mắng cho anh một trận, nhưng đến khi bệnh nhân tỉnh lại vẫn còn cần một chút thời gian, giờ chỉ có thể thông qua dụng cụ để đánh thức bệnh nhân. Bác sĩ Han rất tự tin với ca phẫu thuật của mình. Khi giá trị trên dụng cụ tăng dần, bệnh nhân của anh cũng tỉnh lại. Sau đó bệnh viện lại tổ chức một cuộc họp kỷ luật Park Hun. Trong cuộc họp bác sĩ Han vô cùng ép người, vì anh ta từ lâu đã nhận định cha của Park Hun chính là kẻ thù của mình. Câu hỏi ép người của anh ta khiến Park Hun rất khó chịu. Sau cuộc họp, Park Hun tìm đến bác sĩ Han, hỏi đối phương tại sao lại nhắm vào mình như vậy. Bác sĩ Han nói với Park Hun về chuyện sự cố y tế. Dù Park Hun có giải thích thế nào đi chăng nữa, bác sĩ Han cũng không chịu tin lời của anh. Chính vào lúc này phòng theo dõi vang lên tiếng chuông, bệnh nhân của Park Hun bị ngừng tim. Dưới sự cấp cứu của bác sĩ Oh, bệnh nhân đã lấy lại nhịp tim. Điều này cũng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là bác sĩ Oh tự ý gọi bệnh nhân dậy sớm. Người nhà của bệnh nhân căn bản không nghe lời giải thích của anh. Park Hun rất tức giận trước hành vi của bác sĩ Oh, kéo bác sĩ Oh đi hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Bác sĩ Oh nói nếu như không gọi tỉnh bệnh nhân được thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Park Hun nói như vậy thì có liên quan gì đến cô, bởi vì tôi thích anh. Lời tỏ tình của bác sĩ Oh lại bị từ chối một cách vô tình. Lúc này cô vô cùng đau khổ. Sung Hee biết được tin đến để an ủi cô. Sung Hee không biết phải an ủi đối phương thế nào, vì bản thân là bạn gái của Park Hun, chỉ là mối quan hệ của họ không hề công khai. Cô chỉ có thể dùng cái ôm để biểu thị lời xin lỗi của mình. Sau đó bác sĩ Oh muốn tìm Park Hun nói chuyện cho rõ. Cô tìm đến nơi ở của anh nhưng lại phát hiện trên mặt đất có hai đôi giày. Vì tò mò cô nhìn vào máy tính của Park Hun, mà hình nền trên màn hình chính là ảnh của hai người kia. Cô không dám tin nhìn tất cả mọi thứ.
sau đó tìm thấy một chiếc đĩa CD trong ngăn kéo, chính là hồ sơ khám sức khỏe của Sung Hee. Khi nhìn thấy kết quả, lúc này cô mới biết, người bạn thân nhất của mình hóa ra lại là người bạn gái mà Park Hoon luôn tìm kiếm bấy lâu. Lúc này cô vô cùng suy sụp, chính vào lúc này hai người kia nắm tay nhau đi vào. Cảnh tượng này vô cùng xấu hổ, cô nhớ lại vừa rồi Sung Hee vẫn còn an ủi mình, giờ lại đang ở bên người mình thích, cô cảm giác mình giống như một chú hề, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình trực tiếp rời đi luôn. Park Hoon lại ngăn cô lại, cho dù Park Hoon có giải thích thế nào, bác sĩ Oh cũng không nghe lọt tai, sau đó quay người rời đi. Hôm sau có hai tên côn đồ đến bệnh viện thái độ vô cùng khó chịu, muốn bác sĩ mau chóng xử lý vết thương cho anh ta. Bác sĩ Oh không nhìn tiếp được nữa vội vàng tiến lên ngăn cản, không ngờ đối phương lại động tay động chân hơn nữa còn tát cho bác sĩ Oh một cái. Bác sĩ Oh cũng không hề yếu đuối tát lại anh ta một cái. Khi tên xã hội đen muốn động tay động chân thì Park Hoon kịp thời xuất hiện. Được rồi đấy, người đến chính là đàn em của một người mà trước đây Park Hoon đã cứu. Anh ta từ từ tiến về phía trước tên côn đồ. Dưới sự hòa giải của người đàn em, chuyện này đến đây là kết thúc. Bác sĩ Oh không dám tin Park Hoon lại còn có năng lực này. Sau đó bác sĩ Oh chườm đá giúp Park Hoon. Cô vẫn không thể khống chế được mà quan tâm đối phương. Sung Hee nhìn mọi thứ trước mặt hồi lâu cũng không thể buông bỏ. Cô nhớ lại khoảng thời gian bên anh, nhớ lại cảnh bác sĩ Oh đã vất vả vì Park Hoon. Lúc này cô cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải bác sĩ Oh hợp với Park Hoon hơn không? Cô nhìn những bức ảnh trong điện thoại, xóa đi toàn bộ ảnh của Park Hoon. Lúc này cô đã có một quyết định táo bạo, cô định nhường Park Hoon cho bác sĩ Oh. Bệnh viện tổ chức họp hội đồng quản trị, tuyên bố bác sĩ Han là viện trưởng tiếp theo của bệnh viện, vì anh đã chiến thắng giành được cơ hội phẫu thuật cho thủ tướng Giang Suk Su. Dù bệnh nhân của Park Hoon đã tỉnh lại, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn bệnh nhân của bác sĩ Han, cũng chính vì vậy mới giao chức viện trưởng cho bác sĩ Han. Con trai của viện trưởng Oh đưa cho anh một tài liệu quan trọng, bảo anh giao cho luật sư của bệnh viện. Vì tò mò nên anh đã mở tập tài liệu ra xem, nhưng phát hiện quỹ của bệnh viện đang bị sử dụng trái phép. Sau đó anh đến nhà viện trưởng ăn tối, biết được con trai đã giao tài liệu cho bác sĩ Han, ông ta vô cùng tức giận. Lúc này ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bác sĩ Han, nhưng chuyện đã đến nước này. Ăn cơm xong ba người họ uống trà, viện trưởng yêu cầu bọn họ mau chóng kết hôn, nhưng hai người rõ ràng đều có cách nghĩ riêng của mình. Bác sĩ Han biết bạn gái mình đã thích người khác, nhưng vì mình thực sự thích bác sĩ Oh, anh nói mình sẽ không ép cô. Lúc này anh cũng hiểu nguyên nhân bố Park Hoon bỏ lỡ sự cố y tế, vì kế hoạch báo thù của mình, anh không muốn tổn thương người mình yêu, mà bước đầu tiên báo thù của bác sĩ Han chính là con trai của viện trưởng. Khi đang tổ chức tiệc mừng thì cảnh sát đến, con trai viện trưởng Oh bị bắt vì tội tham nhũng và nhận hối lộ. Lúc này Park Hoon dường như đã hiểu ra điều gì đó, biết anh chính là đứa trẻ bị bỏ lại sau sự cố y tế. Anh hỏi có phải bác sĩ Han muốn báo thù, bác sĩ Han nói lẽ nào đây không phải việc nên làm sao. Sau đó anh tìm đến viện trưởng Oh, nói bóng nói gió hỏi quan điểm của ông về tai nạn y tế hồi đó. Viện trưởng Oh không hề nhận ra sai lầm của mình, còn bác sĩ Han chỉ muốn nghe một lời hối hận chân thành, nhưng viện trưởng Oh lại đầy vẻ khinh thường. Bác sĩ Han bất lực chỉ có thể nói ra thân phận của mình, nói mình chính là đứa trẻ mồ côi năm đó. Viện trưởng Oh tức đến lăn quay ra đất bất tỉnh, nhưng bác sĩ Han lại không chút động lòng. Mục đích anh đến đây lần này chính là báo thù. Mọi người sau đó vội vã chạy đến. Bác sĩ Oh nhìn thấy cha mình nằm trên mặt đất thì vô cùng lo lắng. Sau đó bố trí nhân sự chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Cô không dám tin nhìn người bạn trai trước mặt, hỏi anh rốt cuộc đã làm gì. Nhưng bác sĩ Han không trả lời. Nhân viên y tế đẩy viện trưởng Oh đi. Lúc này bác sĩ Oh vô cùng tức giận oán hận, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh. Sau đó cô quay người rời đi. Khi mọi người rời đi, bác sĩ Han ngồi phịch xuống ghế sofa, cũng coi như là thành công báo thù, nhưng trong lòng anh lại không sao vui lên được. Dưới sự giải cứu của Park Hoon, viện trưởng Oh qua được cơn nguy hiểm, bác sĩ Oh rất cảm kích Park Hoon. Sau đó cô tìm đến bác sĩ Han, hỏi anh tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Bác sĩ Han cũng không muốn giải thích nhiều. Sau đó anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, anh nhìn nơi tràn ngập kỷ niệm này, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của bác sĩ Oh. Anh đến phòng bệnh của viện trưởng Oh, nhìn kẻ thù mà anh hận đến tận xương tủy, trong lòng anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bác sĩ Oh hỏi anh đến đây làm gì. Bác sĩ Han nói anh phải đi rồi. Bác sĩ Oh nói vậy thì đi mau đi, bảo anh đừng bao giờ xuất hiện ở bệnh viện nữa, cũng đừng xuất hiện gần bệnh viện. Nhìn người con gái mình yêu sâu đậm trước mặt, trong lòng bác sĩ Han vô cùng đau đớn. Bác sĩ Han đến tạm biệt Park Hoon. Lần này bác sĩ Han đến là muốn giao phó bác sĩ Oh cho đối phương. Anh cho rằng Park Hoon với bác sĩ Oh mới là tình đầu ý hợp. Còn phía bên kia viện trưởng Oh tỉnh lại, ông nhờ bác sĩ Oh đi tìm bác sĩ Han đến. Bác sĩ Oh không hiểu hành động của cha mình, nhưng viện trưởng Oh nói là bác sĩ Han đã cứu mình. Hóa ra sau khi viện trưởng Oh ngất xỉu, bác sĩ Han đã hồi sức tim mạch cho ông, vì vậy mới giữ được lại cái mạng già cho ông. Lúc này bác sĩ Oh mới ý thức được mình đã hiểu lầm anh, nhưng dù cô có liên hệ với bác sĩ Han thế nào đối phương cũng không nghe máy của cô. Khi bác sĩ Oh chạy ra khỏi bệnh viện thì bác sĩ Han đã lái xe rời đi rồi. Vì viện trưởng đang dưỡng bệnh, bác sĩ Oh lên nắm quyền chủ tịch. Jae-hee vắt óc nghĩ cách để chọc tức Park Hoon nhiều nhất có thể. Nổi giận với anh chính là vì để anh rời xa mình đến với bác sĩ Oh, nhưng Park Hoon lại nói mình chỉ thích cô mà thôi, cho dù thế nào mình cũng sẽ không rời xa cô. Lúc này cả hai ôm nhau khóc, hai người yêu nhau quyết định không chia cách nhau nữa. Còn ở phía bên kia, ca phẫu thuật của thủ tướng Giang Suk Jun cũng bắt đầu. Vì sự rời đi của bác sĩ Han nên ca phẫu thuật chỉ có thể để Park Hoon tiếp quản. Trước khi phẫu thuật, Giang Suk Su tìm Sung Hee đến, và họ đang lên kế hoạch cho một âm mưu lớn, vì Jae-soo không nỡ lừa dối Park Hoon lần nữa, vì vậy quyết định nói hết bí mật của mình ra. Lý do chính là Jae-hee là gián điệp Bắc Hàn. Hóa ra phẫu thuật cho Giang Suk Su chỉ là một tấm chắn, người thực sự cần phẫu thuật là tổng thống. Kế hoạch của Giang Suk Su là muốn tổng thống hôn mê mãi mãi,
từ đó nắm giữ quyền lực trong tay mình. Kế hoạch của ông ta cũng nhận được sự ủng hộ từ chính phủ Triều Tiên, vì để ngăn chặn âm mưu này, Park Hun dự định sẽ thông báo cho viện trưởng về việc này. Đáng tiếc là thân phận của hai người không thể gặp được đối phương. Lúc này họ nghĩ đến bác sĩ Oh. Hôm sau, tổng thống nhận được lời mời đến bệnh viện tham quan. Dưới sự dẫn đường của bác sĩ Oh, họ đã đến thăm nhiều cơ sở khác nhau của bệnh viện. Trong một phòng họp, Park Hun đột nhiên xuất hiện. Sự xuất hiện của anh khiến các vệ sĩ rất căng thẳng, nhưng Park Hun muốn nói chuyện riêng với tổng thống. Vì lý do an toàn, vệ sĩ của tổng thống nhất quyết ở lại. Ngay khi Park Hun sắp tiết lộ toàn bộ kế hoạch, Giang Suk Ju liền xuất hiện cắt lời anh. Khi hai người bắt tay, anh phát hiện tình trạng sức khỏe của tổng thống rất kém. Anh đặt tay lên ngực tổng thống, trong tâm trí lập tức đưa ra cái nhìn ba chiều về trái tim của đối phương. Lúc này anh phán đoán sinh mạng của tổng thống không còn dài nữa, mà hành động vô lý của anh bị vệ sĩ ngăn lại. Park Hun nhanh chóng xin lỗi, sau đó mọi người rời đi. Giang Suk Ju trở lại phòng bệnh lại nhận được điện thoại của tổng thống. Tổng thống từ chối phẫu thuật tại bệnh viện này. Kết quả này khiến ông ta rất kinh ngạc. Nếu như không phẫu thuật ở đây thì mọi kế hoạch của ông ta sẽ thất bại. Nhưng trợ lý nói với ông ta, tim của ông ấy chỉ có thể trụ được một tuần nữa thôi. Nếu như không làm phẫu thuật thì sống không được bao lâu nữa. Lại nói phương pháp có thể trị được bệnh của ông hiện nay là tái tạo tâm thất trái. Tỷ lệ thành công của phẫu thuật này rất thấp, không một ai dám làm. Nhưng Park Hun lại hoàn thành nó chỉ với một tay. Phía bên kia Giang Suk Ju rất lo lắng. Ông ta tiếp tục nghĩ cách thuyết phục tổng thống đến bệnh viện này để phẫu thuật. Chính vào lúc này tổng thống lại gọi điện thoại đến, nói rằng phẫu thuật này phải do đội của Park Hun hoàn thành. Điều này khiến Giang Suk Ju thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tổng thống đến bệnh viện, Park Hun kiên nhẫn giải thích tình trạng của ông ấy nhưng lại bị cắt ngang. Vì những tình huống này bác sĩ của ông đã nói rất nhiều lần rồi. Ông ấy muốn biết tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu, còn Park Hun cũng không dám nhận là 100%. Sau đó hai người tìm đến Giang Suk Ju, bảo với ông ta ngày mai sắp xếp lịch phẫu thuật. Nhưng chính vào lúc này tổng thống đột nhiên phát bệnh, Park Hun lập tức bắt đầu sắp xếp phẫu thuật. Với sự giúp đỡ của mọi người, tổng thống được đưa vào phòng mổ. Sau đó phẫu thuật bắt đầu. Phía bên kia Giang Suk Ju đã bắt đầu cuộc họp của riêng mình. Theo hiến pháp quốc gia, nếu tổng thống rơi vào trạng thái hôn mê, thủ tướng sẽ có toàn quyền thay thế tổng thống. Phẫu thuật thuận lợi hoàn thành nhưng tổng thống vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này ông ta vô cùng hưng phấn, ông ta đứng bên cười nhạo tổng thống nên sớm xử lý mình từ lâu thì ông ấy sẽ không có kết cục của ngày hôm nay. Nhưng chính vào lúc này tổng thống lại đột nhiên mở mắt, vì chỉ có thế này ông mới có thể biết được kế hoạch của Giang Suk Ju. Sau đó Park Hun cùng Jae-hee đi tới. Lúc này Giang Suk Ju mới biết là hai người này đã phản bội mình, nhưng tổng thống lại có cách nghĩ riêng của mình. Ông không trực tiếp phế truất thủ tướng, bởi vì điều đó sẽ gây ra biến động lớn trong toàn quốc. Ông lựa chọn tha thứ Giang Suk Ju. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Park Hun và Jae-hee đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Giang Suk Ju nhất định sẽ loại bỏ hai người họ. Tổng thống đồng ý giao hai người họ cho ông ta xử lý. Ông ta chỉ nhìn thuộc hạ ý chỉ loại bỏ hai người bọn họ, sau đó liền rời đi trước. Đột nhiên xe dừng lại, mọi người đều vô cùng khó hiểu, mà người lái xe lại chính là người đàn ông mặc đồ đen. Vì kế hoạch thất bại, Giang Suk Ju cùng nhóm người Park Hun đối với người Bắc Hàn như anh ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Khi mọi người chạy tới kiểm tra thì người đàn ông mặc đồ đen đã rời đi từ lâu rồi, còn Giang Suk Ju đã không còn hơi thở nữa. Tiểu đội trưởng đã khó chịu với Giang Suk Ju từ lâu, anh quyết định tha cho hai người Park Hun. Park Hun đưa Jae-hee trốn khỏi nơi đây, nhưng chính vào lúc này tiếng súng vang lên. Park Hun mỉm cười bảo Jae-hee đi trước. Đợi đến khi Jae-hee phản ứng lại thì Park Hun đã bị thương nặng. Jae-hee nhìn về phía sau Park Hun, người nổ súng chính là người đàn ông mặc đồ đen trước mặt. Vì Park Hun và Jae-hee biết nội dung toàn bộ kế hoạch, vì vậy anh ta bắt buộc phải loại bỏ hai người họ. Anh ta từ từ tiến lên phía trước nhắm vào hai người họ. Park Hun nắm chặt lấy tay Jae-hee. Cảnh tượng này giống như lịch sử đang lặp lại. Đây là lý do trước đây hai người họ bị chia cắt. Hai tháng sau, bác sĩ Han đến bệnh viện chân thành xin lỗi viện trưởng Oh. Anh nhìn bác sĩ Oh đi tới, khoảng cách giữa hai người đã được giải quyết. Vì hạnh phúc của con gái, mâu thuẫn của viện trưởng Oh và bác sĩ Han cũng được hóa giải. Hôm sau, bác sĩ Han lái xe đưa bác sĩ Oh đến một thị trấn nhỏ. Tại nơi đây cô nhìn thấy người mà cô từng thích. Bác sĩ Oh oán trách tại sao anh không liên lạc với mình. Cô còn tưởng rằng anh đã hẹo rồi. Vì thân phận của Jae-hee thuộc về Bắc Hàn nên bác sĩ Han nhờ người đưa cô về. Hôm nay cũng là ngày cô về nước. Một chiếc ô tô từ từ dừng lại. Người bước xuống xe không phải ai khác mà chính là Jae-hee. Park Hun và Jae-hee ôm nhau thật chặt. Còn bác sĩ Oh cũng nắm lấy tay bác sĩ Han. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì cho một like để chúng mình có động lực ra video hay hơn nhé.